Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau: Mỹ cam kết bảo vệ Việt Nam nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông, đụng độ ác liệt giữa lực lượng Nhân dân Công lý và binh đoàn 15 tại Kon Tum. Kính thưa quý khán thính giả, thời gian gần đây, lực lượng Nhân dân Công lý thường tăng cường các vụ gây hấn và gây rối tại các tỉnh vùng biên giới giáp Campuchia để thăm dò tiềm lực quân sự của Việt Nam, cũng như dùng con bài chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ nhằm công kích chính quyền Việt Nam và Nguyễn Phú Trọng, khi họ cho rằng Nguyễn Phú Trọng hiện đang làm tay sai cho Trung Quốc, bán rẻ đất nước. Để phô trương thanh thế và thăm dò tiềm lực quân sự, binh đoàn 15 mấy ngày qua, lực lượng này đã mở cuộc tấn công vào căn cứ binh đoàn 15 tại Kon Tum, và một cuộc giao tranh vô cùng ác liệt đã xảy ra giữa hai bên, làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Ngoài ra, việc Mỹ cam kết bảo vệ Việt Nam nếu bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông cũng là đề tài nóng của dư luận trong mấy ngày qua. Và đây cũng là những nội dung chính mà chúng tôi muốn truyền tải đến cho quý vị trong bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Kính thưa quý khán thính giả, người dân sống ở khu vực biên giới, nơi được mệnh danh là nách nhà Đông Dương, là một phen bàng hoàng và hoảng hốt khi chứng kiến một cuộc chạm trán quân nguồn. Cuộc chạm trán đã nổ ra trong khu vực khi vào ngày 1 tháng 3, lực lượng Nhân dân Công lý đã mở màn cuộc tấn công vào Đắc Tô Kon Tum. Sư đoàn 320 của lực lượng Nhân dân Công lý với yểm trợ của pháo 122mm và cối 120mm vào dãy các căn cứ Charlie và Delta tại phía bắc Tân Cảnh do lực lượng binh đoàn 15 phòng thủ. Cuộc tấn công diễn ra nhiều đợt, bị pháo binh, không quân, đặc biệt là các phi cơ Su-25 gắn súng máy bắn ngăn chặn suốt ngày đêm. Phía lực lượng Nhân dân Công lý chỉ có pháo phòng không tầm thấp 12,7 và 14,5mm. Sau đợt 1 không thành công, họ phải dừng lại điều chỉnh chiến thuật và mở đợt tấn công mới vào ngày hôm sau. Trung đoàn 53, sư đoàn 23 được đưa vào bổ sung cho binh đoàn 15. Lực lượng Nhân dân Công lý lúc này tổ chức tấn công vào các căn cứ vành đai của cụm cứ điểm Đắc Tô, Tân Cảnh do hai trung đoàn cùng bộ tư lệnh của sư đoàn 22, binh đoàn 15 tham chiến. Phía lực lượng Công lý có một tiểu đoàn T-54 hỏa tiễn chống tăng AT-3 Sager. Đến ngày 1 tháng 3, các trung đoàn chính quy của lực lượng Nhân dân Công lý đã chiếm được Đắc Tô và các căn cứ bên ngoài Tân Cảnh. Đúng 15 giờ cùng ngày, lực lượng do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hậu thuẫn nã đạn dồn dập vào căn cứ Tân Cảnh, cứ điểm mạnh nhất của binh đoàn 15. 1 giờ sáng, xe tăng T-54 xông thẳng qua thị trấn Tân Cảnh, lao lên mở cửa phía đông căn cứ. 5 giờ 55 phút, thị trấn Tân Cảnh thất thủ. Lúc này, cuộc chiến đấu ở căn cứ E-42 Tân Cảnh diễn ra dữ dội. Ngay khi Tân Cảnh sắp bị tiêu diệt, lực lượng Nhân dân Công lý đã cho pháo binh bắn phá sân bay Phượng Hoàng. 8 giờ sáng, trung đoàn 1, sư đoàn 2, quân Công lý đánh thẳng vào sở chỉ huy E-47 ngay ở phi trường Phượng Hoàng. 4 xe tăng T-54 và một pháo tự hành cấp tốc rời căn cứ Tân Cảnh chi viện cho mũi tấn công tại căn cứ Đắc Tô. Xe tăng của lực lượng Nhân dân Công lý đã hoàn toàn làm chủ căn cứ Tân Cảnh. Theo thông tin của lực lượng này thì họ đã bắn rơi 4 máy bay, thu 3 xe tăng, 20 pháo 105mm, gần 10 xe quân sự, bắt 29 tù binh. Đại tá Lê Đức Đạt, sư đoàn trường sư 22, binh đoàn 15 tử trận. Phần còn lại của sư đoàn rút vào rừng tìm đường vượt Kon Tum. Phía lực lượng Nhân dân Công lý cũng bị thiệt hại đáng kể,
khi có hơn 100 thành viên thiệt mạng và bị thương, nhiều xe tăng bị cháy, hậu cần thiếu và nhanh chóng bị binh đoàn 15 đánh bật ra ngay sau đó. Diễn biến tiếp theo của cuộc đụng độ ác liệt này ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị khi có được những thông tin mới nhất. Trong diễn biến có liên quan, Mỹ cam kết bảo vệ Việt Nam nếu quân đội Việt Nam tại Biển Đông bị Trung Quốc tấn công. Kính thưa quý vị, trong chuyến công du đến Việt Nam mấy ngày qua, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ kích hoạt thỏa thuận phòng thủ chung nếu quân đội, tàu thuyền của chính quyền hay phi cơ Việt Nam hoạt động tại Biển Đông bị tấn công. Tuyên bố của lãnh đạo Mỹ được coi là một cảnh báo gửi đến Trung Quốc. Theo AFP, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, ông Jack Smith, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ luôn sát cánh với Việt Nam để bảo vệ các quy tắc và luật pháp quốc tế liên quan đến Biển Đông. Về phần mình, tướng Giang cũng nhấn mạnh vận mệnh của Việt Nam gắn liền với nước Mỹ. Đây là một dấu hiệu cho thấy Washington và Hà Nội có khuynh hướng xích lại gần nhau sau nhiều năm quan hệ song phương căng thẳng. Một trong các mục tiêu chính của chuyến đi của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ là thực thi thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng EDCA Mỹ-Việt Nam. AFP dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ xin ẩn danh, theo đó hai bên đã đàm phán để thúc đẩy việc hoàn tất thỏa thuận EDCA. Theo thỏa thuận ký kết năm 2020, các lực lượng vũ trang Mỹ có quyền sử dụng các căn cứ quân sự tại Việt Nam để bố trí các phương tiện quân sự. Quan chức quốc phòng Mỹ cũng có kế hoạch gặp các lực lượng tuần duyên Việt Nam và tới đảo Trường Sa vào ngày mai. Quần đảo Trường Sa là nơi tiếp giáp với các vùng tranh chấp ở Biển Đông. Ít giờ trước, chuyến công du của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam, một sự cố xảy ra giữa một đơn vị hải quân Việt Nam và tuần duyên Trung Quốc gần đảo Song Tử Đông thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam kiểm soát. Theo Hải quân Việt Nam, tàu Trung Quốc đã ngăn không cho phía Việt Nam đưa về một số mảnh vỡ trôi nổi cách bờ biển của đảo này khoảng hơn 300 mét. Các mảnh vỡ dường như do một vụ phóng tên lửa của Trung Quốc để lại. Theo Thiếu tá Mạc Văn Phi, các vật thể nói trên tương tự với các mảnh vỡ giống đầu đạn tên lửa Trung Quốc phát hiện trong tháng này gần đảo Ba Bình, phía bắc quần đảo Trường Sa. Rốt cuộc phía Trung Quốc đã giành được vật thể nói trên, không có ai thương tích trong sự cố này. Được biết phía Việt Nam đã kiềm chế tối đa và đây là một vật thể không xác định và không có tầm quan trọng đặc biệt nên không cần thiết phải giữ lại bằng mọi giá. Sông Tử Đông là đảo tự nhiên có diện tích lớn thứ ba ở Biển Đông, Việt Nam kiểm soát trước năm 1970. Hiện tại, Việt Nam và Trung Quốc đang đòi hỏi chủ quyền. Trong một diễn biến liên quan, phát hiện hàng chục tàu Trung Quốc gần đảo Thị Tứ ở Trường Sa. Philippines đã phát hiện hàng chục tàu Trung Quốc xung quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Reuters dẫn lại thông báo của tuần duyên Philippines ngày 4 tháng 3 cho biết lực lượng này đã phát hiện một tàu hải quân Trung Quốc, một tàu hải cảnh Trung Quốc cùng hàng chục tàu dân quân xung quanh đảo Thị Tứ ở Biển Đông. Đây là hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Philippines chiếm đóng trái phép. Theo đó, 42 tàu được cho là tàu dân quân Trung Quốc đã được phát hiện gần đảo Thị Tứ. Trong lúc đó, một tàu của hải quân Trung Quốc và tàu hải cảnh Trung Quốc cũng lảng vảng ở vùng biển xung quanh. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila không phản ứng trước thông tin này. Hiện lực lượng Philippines có khoảng 400 người trên đảo Thị Tứ, bao gồm nhân viên quân sự và lực lượng thực thi pháp luật. Các chuyên gia nhận định đội tàu đánh cá và hải cảnh Trung Quốc có vai trò trung tâm trong tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Các tàu này liên tục duy trì sự hiện diện, làm phức tạp các hoạt động đánh bắt cá và khai thác năng lượng của các quốc gia ven biển khác. Tổng thống Ferdinando Marcos của Philippines hai tuần trước đã tuyên bố nước này sẽ không mất dù chỉ 1 cm lãnh thổ, trong bối cảnh
Đông Nam Á phản đối các hoạt động hung hăng của Trung Quốc trên biển. Sự hiện diện trái phép liên tục của Trung Quốc rõ ràng không phù hợp với quyền đi lại vô hại của tàu thuyền và một sự vi phạm trắng trợn đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines. Lực lượng tuần duyên Philippines tuyên bố, vào tháng trước, ông Marcos Chia đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Philippines để phản đối cường độ và tần suất các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines đã gửi 77 công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc trên biển, trong đó một công hàm nêu ra rằng tàu TEP Malapakos của lực lượng tuần duyên Philippines đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5205 chiếu laser trong vụ việc xảy ra vào chiều ngày 6 tháng 2 trên Biển Đông. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng lực lượng hải cảnh của nước này đã hành động theo luật. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 15 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói cáo buộc của phía Philippines không phản ánh sự thật. Ông khẳng định tàu tuần duyên Philippines đã xâm phạm vùng biển và lực lượng hải cảnh Trung Quốc buộc phải đáp trả theo luật pháp và cảnh báo tàu này rời khỏi khu vực. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây châm ngòi xung đột ở Ukraine và tìm cách hủy diệt Nga, đồng thời tuyên bố đánh bại Nga là chuyện không thể. Tổng thống Putin phát biểu trước Quốc hội. Trong đài phát biểu thường niên trước Quốc hội Nga ngày 21 tháng 2, ông Putin nói Nga đã làm mọi thứ có thể để chiến sự không xảy ra, nhưng Kiev với sự hậu thuẫn của phương Tây đã lên kế hoạch tấn công Crimea. Nhà lãnh đạo cáo buộc phương Tây công khai nói về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine từ trước khi xung đột nổ ra và phương Tây mới là bên châm ngòi xung đột. Theo Tổng thống Nga, phương Tây đang cố gắng biến xung đột địa phương thành một cuộc đối đầu trên quy mô toàn cầu và Nga sẽ phản ứng theo cách thích hợp. Ông cáo buộc giới tinh hoa phương Tây không giấu giếm mục tiêu là dán cho nước Nga một thất bại chiến lược và kết liễu chúng ta mãi mãi. Bài phát biểu được chú ý đặc biệt trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine sắp tròn một năm kể từ khi bùng nổ hồi cuối tháng 2 năm 2022. Chuyến đi bí mật của Tổng thống Biden được chuẩn bị ra sao? Bloomberg có bài tường thuật về quá trình chuẩn bị cũng như diễn biến chuyến thăm Kiev chấp nhoáng của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm ngày 20 tháng 2. Chuyến đi diễn ra bí mật sau khi các cố vấn thân cận của ông dành nhiều tháng để vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ. Theo đó, trong một cuộc thảo luận nhóm tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 7 tháng 2, ông Biden mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc đến thủ đô Ukraine gặp nhà lãnh đạo Zelensky. Ngay cả bên trong Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, rất ít người biết về việc này. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần như không để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông sắp thăm Kiev. Ông đến nhà thờ vào chiều ngày 18 tháng 2 và sau đó đưa vợ đi ăn tối tại một nhà hàng ấm cúng ở Washington DC. Song trước bình minh ngày 19 tháng 2, ông Biden đã ở trên một phi cơ quân sự của Mỹ bay qua Đại Tây Dương, chặng đầu tiên của hành trình tới thủ đô Ukraine. Sau khi thăm Kiev, ông Biden đã trở lại Ba Lan để tiếp tục các hoạt động ở đây. Ông sẽ có bài phát biểu quan trọng nhân dịp chiến sự Ukraine sắp tròn một năm. Trong một diễn biến tiếp theo, Trung Quốc kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các bên tiến hành đàm phán và thiết lập hòa bình ở Ukraine vì lợi ích của thế giới và đặc biệt là châu Âu. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hungary Viktor Szijjártó, ông Vương cho biết thế giới đang bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn và các cuộc chiến. Hãy để tôi nhắc lại những gì chúng tôi vừa nghe và cùng tuyên bố với thế giới rằng Trung Quốc và Hungary sẵn sàng hợp tác với các quốc gia yêu chuộng hòa bình khác để chấm dứt tình trạng thù địch hiện tại càng sớm càng tốt, ông Vương nói với ông Szijjártó. Ông Vương Nghị hiện đang ở Moscow. Trong một diễn biến tiếp theo, binh sĩ Ukraine ví xe tăng Leopard như xe hơi Mercedes. Một binh sĩ Ukraine
đã so sánh xe tăng Leopard 2 với một chiếc xe Mercedes khi trải qua khóa huấn luyện với loại xe tăng này. Binh sĩ này nằm trong số hàng chục binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard 2 tại khu huấn luyện quân sự lớn nhất của Đức ở thành phố Münster trước khi loại xe tăng này được gửi đến Ukraine, theo Reuters. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hệ thống của phương Tây và Liên Xô, người lính Ukraine nói rằng bạn có thể tưởng tượng nó giống như sự khác biệt giữa một chiếc xe Mercedes và một chiếc Jiguli. Jiguli là một nhãn hiệu ô tô của Liên Xô mà khi xuất khẩu thường mang nhãn hiệu Lada. Ông Zelensky cảnh báo nguy cơ thế chiến mới. Trả lời phỏng vấn tờ Die Quick của Đức, Tổng thống Ukraine đã cảnh báo nếu Trung Quốc ủng hộ Nga, việc này sẽ có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới. Trong cuộc phỏng vấn, ông bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ chọn hỗ trợ Ukraine chứ không phải Nga trong xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi không nghĩ điều đó là khả thi, Tổng thống Ukraine nói trong cuộc phỏng vấn. Ông cũng cho biết ông thấy Trung Quốc đang có cơ hội đưa ra đánh giá thực tế về tình hình. Tuổi thọ của lính tình nguyện Mỹ ở Bamert. ABC News ngày 20 tháng 2 dẫn lời ông John Offenbaker, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ ở Michigan và đang là tình nguyện viên chiến đấu cùng quân đội Ukraine ở Donbass, cho biết tuổi thọ trung bình của binh sĩ khi bước ra tiền tuyến Bamert là 4 giờ. Tình hình ở thực địa khá tồi tệ, thương vong rất nhiều. Ở tiền tuyến, tuổi thọ ước chừng 4 giờ, ông Offenbaker cho biết. Bamert là nơi diễn ra những cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Nơi này khá hỗn loạn và được mệnh danh là máy xay thịt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy hai hệ thống gốc các pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko đã tuyên bố trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã phá hủy hai hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine và một kho đạn dược của Ukraine gần thành phố Gamastok thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine, theo hãng tin TASS. Ông Konashenko còn nói rằng trong các trận chiến mới, lực lượng Nga đã loại bỏ tới 70 quân nhân Ukraine, một xe tăng, hai chiếc xe chiến đấu bọc thép, ba phương tiện cơ giới, một bệ phóng rocket đa nòng Grad, một khẩu lựu pháo D-20 và một hệ thống pháo M-37 do Mỹ sản xuất. Đến tối ngày 21 tháng 2, chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ cũng như Ukraine đối với tuyên bố trên của Nga. Trước đó vào sáng cùng ngày, quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong các tỉnh Kharkiv, Luhansk và Donetsk ở miền đông. Anh đánh giá xu hướng tấn công của Nga ở Ukraine. Các quan chức Ukraine ngày 21 tháng 2 khẳng định ít nhất một tên lửa Nga đã rơi xuống một con đường sầm uất ở thành phố Kherson thuộc miền nam Ukraine cùng ngày, khiến ít nhất 6 người chết và 12 người bị thương, theo Reuters.